Alo. Tụi đòi nợ thuê nó tới. Nó hành hung đập phá tùm lum tà lá hết trơn. Tao sợ quá. Tao khai địa chỉ của mày ở dưới quê rồi. Mày khùng quá trúng. Xin lỗi mày. Sao mày? Em ở xứ này em biết anh Vĩnh không? Phải anh Vĩnh là thằng này đâu? Không? Em coi hình giúp anh coi. Để anh nông lên cho em coi cái lỗ mũi nha. Đó. Vĩnh này là bạn của tôi, bạn thân luôn đó. Bạn thân của em. Ừ. À, mặc đồ bảnh bao như vậy đi xuống ăn tiệc phải không? Tiệc gì? Thì tiệc mừng tốt nghiệp của anh Vĩnh chứ tiệc gì nữa trời. Ờ, mấy anh mặc đồ đẹp như vậy không phải xuống ăn tiệc hả? Ăn tiệc. Ăn tiệc đúng rồi. Mấy đúng anh rồi, mặc đúng đồ đẹp vậy đi xuống ăn tiệc của anh Vĩnh hả? Đó, biết mặc đồ đẹp như vậy là đi xuống nhà Vĩnh ăn tiệc đúng rồi. Bây giờ em có thể dẫn tụi anh tới nhà thằng Vĩnh được không? Trời ơi, tưởng chuyện gì. Chuyện nhỏ. Nhà của Vĩnh gần đây nè, để em dẫn tụi anh đi. Ừ, đi đi. Dạ. Đi em, đi. Ờ, nè. Em sao vậy? Anh đừng có nắm tay em mà mắc cỡ. Em là gì của Vĩnh vậy? Ờ, em là bạn. Là người yêu hả? À, không. Em còn ế muốn chết. Có ai đâu mà yêu với đương không biết nữa. Nhìn em ngon như vậy mà em kêu ế ế lễ sao? Em nói thiệt chứ bộ. Tính em á là tính hiện đại. Em hả, không thích trai quê. Anh ở trển thấy anh nào được được giới thiệu cho em nha. Vậy anh giới thiệu anh luôn được không? Cái gì vậy? Bình tĩnh đi, không sao hết trơn á. Hồi nãy đi xe không có ói mà giờ xuống đây mới ói à. Ối gì mà ối, tao đang cô gái mà. Đi bé ơi. Dạ mình đi đi anh. Giờ tìm lại về giới yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn như thỏa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng.